Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm máy nghe nhạc. Đây là một cái version mới nhất của hãng Zuizu. Đây là Zuizu Z80. Thì bây giờ nó đã được đóng gói khá là mới so với các phiên bản trước đây chỉ là hộp đen không. Thì cái model Zuizu Z80 này có bộ nhớ trong là 16GB. Đây là một cái phiên bản chạy Android nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong này cái máy của chúng ta sẽ có cái gì. Thì thông thường như các bạn biết là không mấy người sử dụng máy nghe nhạc bây giờ nữa đúng không ạ? Tuy nhiên thì một bộ phận khách hàng không sử dụng được cái máy điện thoại trong quá trình làm việc thì họ sẽ sử dụng cái máy nghe nhạc này. Thì đây là một cái máy nghe nhạc có một cái kích thước khá là nhỏ gọn đấy các bạn, chỉ cầm trong vòng bàn tay thôi đấy. Những cái mẫu trước đây thì nó sẽ to hơn một chút, con này thì nó sẽ dài ra. Ở bên cạnh thì sẽ có ba cái nút điều khiển tăng giảm âm lượng và nút nguồn, con này là khá chắc chắn. Đằng sau là Zuizu nhá, và nó được làm thành một cái vân, các bạn nhìn thấy không, rất ảo đúng không, ảo diệu luôn. Ánh sáng chiếu vào nó sẽ tạo tia như này. Ở dưới thì chúng ta sẽ có một cổng sạc tai C và một cái lỗ cắm 3.5. bây giờ cái lỗ cắm này của cái máy này nó đã được thay đổi là nó mạ chân đồng như này. Trước đây cái lỗ cắm của nó nhìn hơi là phèn của các cái đời máy trước. Một cái lỗ xỏ dây và một cái này là cái mic thu âm. Đấy, trên này là cái loa nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bật cho các bạn xem, mở cho các bạn xem cái máy này nó hoạt động như nào nhá. Các bạn bấm giữ nút nguồn này. Đó, thì cái máy Zuizu này nó sẽ khởi động cái màn hình lên giống như là một chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên thì các cái điện thoại di động nó sẽ không chú trọng gì đến phần chip âm thanh DAC cả. Thì cái Zuizu này nó sẽ trang bị cho chúng ta một cái chip để nghe nhạc rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái này thì nó sẽ có cả tiếng Việt nha, tại vì nó chạy Android mà. Tuy nhiên thì theo mình được biết thì nó sẽ không cài CS Play. Đấy là một điều đáng tiếc, tại vì là cái máy này Android nó không được không được Google cấp phép. Đấy, chỉ dùng được Android bình thường thôi và sử dụng các cái app có thể tải từ Trung Quốc. Còn đây là chúng ta sẽ có cái app này là Win của Trung Quốc này, giống như TikTok của quốc tế đấy. Ngoài ra thì các bạn có thể xem được phim này, mình sẽ mở cho các bạn xem phim nhé. Màn hình khá là nét, đây mình sẽ xoay cho các bạn xem. Chưa biết xoay cái này, chúng ta sẽ xoay theo giống như kiểu là điện thoại di động đúng không ạ? Rồi đây đang dọc này, chúng ta có thể xoay được này. Xoay ra thì màn hình nó sẽ này. Đó. Ok. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể còn xem được cả nhạc nữa. Nghe nhạc này. Đó. Trong này sẽ có rất là nhiều các album nhạc. Cái này các bạn có thể xem sau nhé. Ngoài ra cái màn hình cảm ứng này nó cũng rất là tốt. Đây là qua cái phần ghi hình của cái điện thoại này là nó sẽ không được nét lắm. Nhưng mà chúng ta nhìn bên ngoài thì nó sẽ màn hình nó rất là mượt. Màn hình HD đấy các bạn. Rồi chúng ta sẽ có các cái ứng dụng về lịch này, ghi âm này, đồng hồ, thư viện, sách, đọc sách, rồi máy tính các kiểu. Nó giống như một cái máy Android bình thường ấy. Tuy nhiên thì các bạn muốn cài app thì các bạn phải cài qua app của Trung Quốc. Đây là những cái phần mềm để cài app của Trung Quốc này. Rồi, ngoài ra chúng ta sẽ có những cái thông tin ở trong. Có Bluetooth nhé, có Wi-Fi, Bluetooth để các bạn vào mạng đọc tin tức, rồi là chúng ta vào chương trình truyền web. Đó. Nếu các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này thì các bạn có thể xem ở trong phần link chứa phần mô tả nhé. Đây là con Zuizu Z80 mới nhất hiện nay. Cầm của nó cũng khá là tốt đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Phần nữa là mình chưa giới thiệu là
con này nó sẽ đi kèm một cái tai nghe nhé, một cái cáp sạc và một cái ốp. Ô, cái ốp này là cái ốp silicon mà nó lại là màu trắng các bạn. Nhìn ốp vào chắc là sẽ rất là ok đấy, để chống xước cho con máy này. Đây mình sẽ thử cho ốp cho các bạn xem. Đấy, đây khe này, chỗ này bên cạnh này còn có khe cánh mình thể nhớ nhé. Rồi trên này họ ấn loa, nói chung là cũng được, cũng xinh. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình.